Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Dược Sư Luận sẽ hướng dẫn các anh chị phương pháp bấm huyệt chữa các bệnh về mắt. Các bác anh chị em thân mến, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một đôi mắt sáng cũng như một tâm hồn trong trắng thanh thoát vậy. Dân gian ta có câu giàu hai con mắt, có hai bàn tay, để nói rằng đôi mắt của chúng ta là một tài sản rất quý và chúng ta phải biết cách giữ gìn, nâng niu, bảo vệ nó. Trong cuộc sống hiện tại, con mắt của chúng ta luôn phải tiếp xúc với các vật phát ra ánh sáng cường độ cao như máy vi tính, điện thoại, bóng đèn neon ông, dẫn tới tình trạng thoái hóa mắt, suy giảm thị lực diễn ra nhanh hơn và gia tăng các bệnh lý về mắt như cận thị, loạn thị, thoái hóa đường vàng, thoái hóa võng mạc, viêm kết mạc. Đây là những bệnh lý về mắt phổ biến và ngày càng trẻ hóa. Chúng ta thường bắt gặp những em bé đeo những thấu kính to, nhìn chăm chăm vào điện thoại smartphone, hay các anh chị nhân viên văn phòng, chúng ta làm việc hàng ngày hàng giờ trước màn hình vi tính và cũng thường phải đeo những cái thấu kính để điều chỉnh cái ánh sáng và điều chỉnh cái hình ảnh, rất là bất tiện phải không ạ? Hôm nay Dược Sư Luận rất vui khi được chia sẻ cho cô bác và các anh chị phương pháp bấm huyệt hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt này. Trước khi thực hiện phương pháp massage vùng mặt, chúng ta nên rửa tay vệ sinh kỹ cái đôi bàn tay của chúng ta để nó tránh mang những cái vi khuẩn lây bệnh cho mắt. Chúng ta có thể dùng cồn sát trùng sát khuẩn, sau đó chúng ta chà sát hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm. Chúng ta tiến hành massage vùng mặt theo hình số 8, 9 lần. Sau đó chúng ta dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữ khép lại. Chúng ta massage từ cánh mũi lên trên hốc mắt, kéo ngang ra theo hai cung lông mày này đến huyệt thái dương, rồi men theo cái bờ dưới hốc mắt về cánh mũi. Chúng ta làm liên tục cái thao tác massage này trong thời gian 1 phút. Nhắm mắt lại, dùng các đầu ngón tay này, chúng ta vuốt ngang qua mắt. Tay tiếp tục, chúng ta dùng hai đầu ngón tay trỏ, dùng hai cái thần kinh này nhé. Nhắm mắt lại, đặt lên vùng nhãn cầu và chúng ta massage nhẹ, xoay tròn 15 vòng. Sau khi massage dây nhân cầu không, chúng ta đã cảm thấy cái mắt nó sáng hơn rồi. Tiếp theo chúng ta tiến hành phương pháp bấm huyệt. Huyệt đầu tiên chính là huyệt toàn trúc. Huyệt toàn trúc nằm ở chỗ lõm đầu trong của lông mày. Huyệt nằm thẳng góc với mắt trong. Chúng ta có mỗi bên một huyệt toàn trúc, như vậy chúng ta có hai huyệt toàn trúc. Cách xác định huyệt toàn trúc rất là dễ. Huyệt toàn trúc nằm ngay ở đầu lông mày bên này. Sau khi xác định được vị trí của hai huyệt, chúng ta dùng ngay hai đầu ngón tay trỏ này bấm dây nhẹ nhàng huyệt toàn trúc cho đến khi nó có cảm giác hơi tức. Chúng ta vừa bấm vừa giữ đồng thời hai huyệt toàn trúc này trong thời gian 2 phút. Thực hiện lại động tác này 2 lần. Tiếp theo chúng ta tiến hành dây bấm huyệt tình minh. Huyệt tình minh nằm ở vị trí đầu mắt sát với góc trong của mắt, cách đầu mắt khoảng 0,1 thốn. Theo ký ức, một thốn
được quy ước bằng chiều dài của đốt giữa ngón tay thứ ba này, ngón giữa này các chị, ngón đốt này, hoặc theo Viện Đông y Hà Nội thì trung bình người Việt Nam chúng ta một thốn khoảng 2,1 cm. Thì cách xác định được rất là dễ các anh chị, chúng ta đặt ngay cái mép ngón tay của chúng ta ở cái khóe mắt, bấm ngược lên phía trên trong cánh mũi đấy, kẹp vào hai bên cánh mũi, và chúng ta có thể là dùng tay kẹp như thế này thì xác định được ngay hai cái huyệt này. Chúng ta có thể dùng hai ngón tay trỏ hoặc một ngón tay cái một ngón tay trỏ này, chúng ta bấm kẹp ngay huyệt tỉnh minh này. Khi bấm thì chúng ta có thiên hướng nó bấm ngược lên phía trên, nó có cảm giác đau tức mới đúng anh chị. Chúng ta bấm và giữ liên tục từ nhẹ đến nặng trong thời gian từ 1 đến 3 phút. Và chúng ta dùng hai ngón tay trỏ bấm cũng được, chúng ta bấm ngược lên. Tiếp theo, chúng ta tiến hành dây bấm huyệt tứ bạch. Vị trí huyệt tứ bạch. Cách xác định huyệt tứ bạch như sau. Thì trên cái đường thẳng song song với cả cái cung mũi chúng ta đây, đi qua cái chính giữa con người, đi qua đồng tử các anh chị, thì nó gặp cái bờ của xương hốc mắt ở đâu thì đó chính là huyệt tứ bạch. Thì cái huyệt tứ bạch này nó ở rất gần với cả huyệt cổ họng. Thì phân biệt hai huyệt tứ bạch và cổ họng như sau. Rồi chúng ta kẻ một cái đường đi qua cái khóe mắt bên ngoài, đây gặp cái xương hốc mắt. Từ giao điểm này nối đến điểm huyệt tứ bạch, chúng ta chia làm đôi, chia làm hai phần, thì ở chính giữa tính là huyệt cổ họng. Cách dây huyệt tứ bạch, chúng ta dùng ngón tay trỏ gần ngay vị trí huyệt tứ bạch, chúng ta dây thuận chiều kim đồng hồ. Từ 1 đến 3 phút. Khi dây đúng cái huyệt tứ bạch này thì nó có cảm giác rất là đau tức anh chị. Sau đó chúng ta chuyển qua dây huyệt tứ bạch còn lại. Chúng ta cũng dây từ 1 đến 3 phút. Chú ý là với cái huyệt tứ bạch và huyệt cầu hậu này, khi chúng ta dây chúng ta dựng đứng cái ngón tay chúng ta lên, tránh trường hợp để nó làm tổn thương cái hốc mắt, cái niêm mạc, mạch máu xung quanh mắt, làm cho bầm tím. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành dây bấm huyệt thái dương. Huyệt thái dương nằm ngay tại điểm nối của cung lông mày và đôi mắt. Đôi mắt này chúng ta đo ra sau một tấc, chúng ta thấy một cái điểm lõm hơi sâu một chút anh chị, thì đây chính là vị trí của huyệt thái dương. Chúng ta có hai huyệt thái dương ở hai bên. Cách dây bấm huyệt thái dương thì chúng ta dùng ngay hai đầu ngón tay trỏ này đặt ngay vị trí huyệt thái dương, chúng ta bấm giữ từ nhẹ đến nặng, đồng thời xoay tròn cái huyệt này trong thời gian từ 2 đến 3 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành dây bấm huyệt phong trì. Vị trí huyệt phong trì nằm ở chỗ nõm dưới xương chẩm, bên ngoài khối cơ thang sau cổ. Khi ấn nó có cảm giác tức nặng thì mỗi bên chúng ta có một huyệt phong trì. Cách xác định huyệt như sau. Chúng ta để cái bàn tay của chúng ta ốp đầu bàn tay của chúng ta vào tai như này. Chúng ta để xuống, để ngón tay cái xuống qua cái mũ xương này, sẽ đụng một cái hõm sâu xuống như đây, thì đây chính là huyệt phong trì. Hoặc là chúng ta vuốt dọc sau cái khối cơ thang sau gáy này và cái điểm sâu nhất là vừa chạm cái chân tóc của chúng ta đấy, thì đó cũng là huyệt phong trì. Chúng ta đặt ngón tay cái ở ngay vị trí huyệt phong trì,
bấm được mạnh một chút, vừa bấm và chúng ta vừa day trong thời gian từ 1 đến 3 phút. Một số lưu ý đối với việc massage bấm huyệt chữa bệnh về mắt thì trước tiên chúng ta phải giữ vệ sinh các cái ngón tay của chúng ta. Chúng ta cắt gọt tỉa, tốt nhất là cắt ngắn đi, không để dài, vệ sinh kỹ, sát trùng sát khuẩn cái bàn tay của chúng ta để tránh khi chúng ta massage bấm huyệt vô tình sẽ gây bệnh cho mắt. Để đạt kết quả chữa bệnh tốt nhất thì chúng ta nên duy trì cái việc massage bấm huyệt mắt này một ngày 2 lần. Ngoài việc bấm huyệt, người bệnh nên duy trì một chế độ sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi khoa học. Khi làm việc trước máy tính khoảng 1 tiếng thì chúng ta nên đứng dậy đi lại cho các cơ quan và mắt của chúng ta được thư giãn. Và chúng ta làm việc cứ khoảng tầm 20 phút thì chúng ta lại cho mắt nghỉ khoảng 2 phút cũng được. Nên ăn uống bổ sung các loại thực phẩm tốt cho mắt, các loại củ quả có màu xanh đậm, giàu vitamin A như cà rốt, cà chua, cải xanh, các loại củ, các loại hạt, ngũ cốc, giàu tinh dầu như óc chó, hạt điều. Khi đi ra ngoài đường, chúng ta nên đeo kính phù hợp để bảo vệ đôi mắt khỏi các tác nhân gây hại. Hạn chế tiếp xúc với những thiết bị phát ra ánh sáng xanh có cường độ cao như máy tính, như điện thoại, đặc biệt là các loại bóng đèn nháy neon, các tia laser anh chị. Trên đây là những chia sẻ của dược sĩ Luận về phương pháp bấm huyệt chữa các bệnh về mắt. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích được nhiều hơn cho anh chị trong việc chữa các bệnh về mắt. Nếu thấy hay và ý nghĩa, mong cô bác anh chị chúng ta hãy chia sẻ nhiều hơn để chúng ta giúp đỡ được nhiều người hơn. Và đừng quên bấm like, đăng ký để ủng hộ dược sĩ Luận ra được nhiều video hay hơn nữa, giúp ích được nhiều hơn cho cộng đồng trong thời gian tới nhé. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình của bạn, hoặc bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ video của Trần Văn Luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.